Ta chào xin chào tất cả các bạn Thì video lần trước mình cùng các bạn đã tìm hiểu Mình cùng các bạn đang học về bài 3 của quyển giáo trình hắn ngữ 1 Và đã tìm hiểu xong phần từ mới Hôm nay các bạn cùng mình sang phần 2 Đấy là tìm hiểu về bài khóa Các bạn mở sách giáo trình hắn ngữ 1 trang 19 ra Chúng ta cùng đi đọc bài khóa và dịch bài khóa thì bài 3 này có hai bài khóa thứ nhất là bài xuế Han ủy thứ hai là bài minh thiên chiên thì đầu tiên các bạn cùng mình đi đi học bài ngày một trước nhé bài khóa một khơ uấn khơ uấn có nghĩa là bài đọc các bạn nghe mình đọc trước một lần sau đó là cùng mình dịch nhé xuế Han ủy nỉ xuế Ích nghỉ Ni xué anh ủy ma? Bù xuới hàn ủy? qù bài chinh ma? Tuổi đầu tiên xuới hàn ủy là tên bài đọc tên bài đọc này là học tiếng hán a nǐ xué anh ủy ma? bạn học tiếng anh không b Bù xuế hàn ủy? Không, tôi học tiếng Hán. Chuy bảy chinh ma? Chuy bảy chinh ma? Là đi Bắc Kinh không? Hoặc là đi Bắc Kinh chứ? B. tuổi Đúng. Tiếp theo mình cùng sang bài. Bài 2. Mình thiên chiên Nì Nì chui yếu chí chi xin ma Hú chì Chui yến hàng chỉ chén thiên chiên Mình thiên chiên Ở Phần bài 3 thì các bạn vẫn học những cái bài Mẫu câu rất là đơn giản Cơ bản Mình thiên chiên có nghĩa là Ngày mai gặp Đây là tên của bài đọc Nỉ truy dấu chí chi xin mà. Truy là đi, dấu chí là bưu điện. Chi là gửi, xin là thư. Nỉ truy dấu chi xin ma Bạn đi uh, bưu điện gửi thư không? Bố chỉ, truy in hàng chỉ chiến. Bố truy là không đi, in hàng là ngân hàng, chỉ chiến là rút tiền. Truy in hàng chỉ chiến. Đi ngân hàng rút tiền, mình Thiên Chiên ngày mai gặp lại mình Thiên Chiên ngày mai gặp lại mình vừa dịch hết cả bài 1 và bài 2 rồi thì bây giờ các bạn cùng nghe mình đọc lại một lần nữa bài 1 và bài 2 bài này toàn là các từ vẫn rất là cơ bản đơn giản thì các bạn chú ý một chút nhá khơ uẩn y 学汉语，你学英语吗？不，学汉语。去北京吗？对。课文二，明天见。你去邮局寄信吗？不去，去银行取钱。明天见，明天见。在《中白话》。 chúng ta đã ôn lại mẫu câu hỏi với trượng từ ngư vấn ma ngoài ra thì chúng ta còn làm quen với các mẫu câu sử dụng hai động từ chính trong bài hôm nay là xuế và truy trong phần từ mới chúng ta đã học những từ này những từ vựng chỉ ngôn ngữ bây giờ các bạn hãy thực hành nói với những nói với các mẫu câu sau nhé nỉ xuế xí cộng ngôn ngữ cộng ma ví dụ nỉ xuế, ủy ma Bạn học tiếng Hàn Quốc À hoặc là bạn, hoặc là bạn học tiếng Hàn Quốc không nỉ ủy ma Bạn học gì đấy Ví dụ như mình Mình muốn biết bạn ấy học ngôn ngữ gì thì Mình sẽ Hoặc là bạn ấy học ngành nào Thì mình sẽ hỏi là nỉ mình có cái cấu trúc đấy là trả lời là của suy xí cộng ngôn ngữ ví dụ như có người hỏi là nỉ suy xí, mơ. bạn học cái gì mình sẽ trả lời là của suy xí rưu ủy tôi học tiếng nhật nỉ suy của suy cuối ủy bạn học cái gì tôi học tiếng hàn quốc Vậy với đốc, từ truy chúng ta uh, thường kết hợp với điện với địa điểm để chỉ đi đâu đó, đến đâu đó. Ví dụ như là với truy xuế xeo, tôi đi đến trường học. Với truy in tháng, tôi đi đến ngân hàng. Với truy dấu trí, tôi đi đến bưu điện. Ngoài ra chúng ta còn có mẫu câu truy cộng địa điểm cộng động từ là đi đâu làm gì mẫu câu này có thể tương đương hay được viết lại với mẫu câu như là trai cộng địa điểm động từ có nghĩa là đang làm gì ở đâu ví dụ như là của của trai thay đến ta suy là chia phân xe học sĩ han ủy nó tương đương với từ của truy của truy thay đến ta suy là chia phân xe học sĩ han ủy là uh, tôi tôi đi phân hiệu đại học thái nguyên tỉnh lào cai học tiếng hán mình cũng có ví dụ ở đây đấy là của truy xuyến xeo han ủy và của chai xuống xeo han ủy thì nó cũng đều có nghĩa là đang làm gì ở đâu tôi học tiếng hán ở đâu tôi học tiếng hán ở trường này và truy thì có nghĩa là tôi đến trường học tiếng hán tuy nhiên nếu mà xét về góc độ nghĩa chính xác mà nói có thể thấy với truy thì không muốn nhấn mạnh hơn về hành động hoặc uh, hoạt động của chủ thể còn với chai thì muốn nhấn mạnh đến cái địa điểm hơn ví dụ như là buổi uh, truy suy xeo suy trí Han ủy thì sẽ mình sẽ nhấn mạnh về cái hành động là mình học tiếng Hán mình đi học tiếng Hán còn với chai của chai Xe, của chai trí Han ủy mình sẽ nhấn mạnh về cái việc là mình đang ở đâu, mình đang ở trường học tiếng Hán, một cái là nhấn mạnh về hành động, một cái nhấn mạnh về uh, ở đâu. Vừa rồi mình đã học qua bài đọc, mình cũng hướng dẫn các bạn dịch cái bài đọc này rồi và những cái uh, cấu trúc ngữ pháp ở trong cái bài đọc này. Ngoài ngoài Han ủy ngoài Hàn ủy khán Quốc ủy Rư ủy mình còn có Al a la ủy ban giá ủy si ban giá ủy là tây ban nha ờ, ờ, in ủy này ờ, phá phá ủy là ngữ pháp phá phả của là nước pháp tứa của là nước đức ứa ừ của là nước nga thì video của mình hôm nay cũng tới đây thôi các bạn nhé các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những cái bài về về tiếng trung